Đây là một cái kiểu chuyên để thỉnh cầu cho việc thi cử đạt đỗ và học vấn bằng tài. Đây là một cái cổ kiểu tái hiện lại khung cảnh thi nhân Tống Bạch Lăng Thiên, còn được biết đến với cái tên Bạch Cư Dị, tới thăm nơi ở của đạo Lâm Thiền Sư trên một ngọn thông già. Chuyện kể rằng khi được Bạch Lăng Thiên chất vấn về đại ý của Phật pháp, đạo Lâm Thiền Sư đã trả lời như thế này: làm việc thiện không làm việc ác. Bạch Lăng Thiên nghe vậy liền vặn ngược lại: điều đó đứa trẻ con cũng biết mà. Chỉ đến khi được đạo Lâm Thiền Sư giảng giải cho rằng đúng, nhưng một lão quốc ông 80 cũng chưa chắc đã thực hiện được, khi đó Bạch Lăng Thiên mới thực sự cảm phục. Có thể nói đây là một cái cổ kiểu phù hộ cho thành tựu trong thi cử và học vấn. Là một cái thông được đặt ở trên đỉnh các kiểu kia thì là một cái cây cao khoảng 30 mét được cuốn ở dưới thùng. Mỗi kiểu sẽ có một biểu tượng nhau ở trên đỉnh cây. Những cái kiểu to đó thì đều có xe, bánh xe đó, cho nên sẽ đẩy đưa. Còn cái kiểu nhỏ này không có bánh xe nhưng lại được có những cái tay đòn để nâng lên, được bọc rất là đẹp, màu vàng ở chót đòn và màu xanh đen bọc đó. Cái còn ngồi đây cũng cứng cáp quá, qua nào mà tự lên đây chắc cũng đòn đến đây. Phải có một cái vỏ những tượng vai biết bao nhiêu tiền là mỗi sáu sáu vàng, mỗi tiền là khoảng 30 2 18. Quay coi sẽ biết được bao nhiêu người khiên chính xác. Còn bây giờ thì mới là chuẩn bị thôi. Chuẩn bị cái này. Niwatori lấy theo tên của Niwatori Bokuchu ở Shimogyoku. Và ở đây thì rất là nhiều xe dừng lại, cho nên từ đây không thể nhìn thấy kiểu Niwatori Hoko. Kiểu Niwatori có nghĩa là con gà. Một cái kiểu có tên đã được ghi vào ngay cả trước chiến tranh Onin. Niwatori có truyền thống lịch sử rất là lâu đời. Người ta nói rằng trong tay cô để kiện tụng và lại trở nên vô dụng và rong rêu mọc lên và gà trú ngụ ở trong đó. Các bạn có thể nhìn thấy là kiểu trang trí rất là đẹp. Ở trên kiểu có treo rất là nhiều cái lồng đèn. Và những cái tấm rèm mà làm trên kiểu được làm lại từ những cái tấm thảm quý hiếm được mang từ nước ngoài vào khoảng từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17. Kiểu là những bánh xe khổng lồ được kết nối với nhau bằng những sợi dây thừng.